Chào tất cả các bạn. Khi chúng ta tình cờ nghe được một bài hát nào đó rất là hay mà muốn biết tên bài hát đó là gì, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái phần mềm rất là hay ho để nhận biết được tên bài hát mà chúng ta vừa nghe. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Thì đầu tiên thì để làm được cái này, chúng ta cần tải về một ứng dụng có tên là Shazam. Rồi ok, đây chính là ứng dụng mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Đây, mình sẽ lấy này cho các bạn xem. Đây, rồi thì bây giờ mình sẽ mở một bài hát bất kỳ để cho các bạn xem nó có nhận ra được không, để chứng minh cho các bạn xem. Thì mình sẽ mở những bài hát mà nằm trong thư viện YouTube để tránh bị dính bản quyền. Bây giờ thì mình sẽ mở một bài hát bất kỳ để xem nó có nhận ra được không. Bây giờ thì mình sẽ mở một bài hát bất kỳ. Đây bạn, mình sẽ zoom bài này. Mình sẽ zoom gần cho bạn xem. Đây bạn. Ví dụ mình sẽ chọn bài này đi. Đây. Mình sẽ mở bài này xem nó có phát hiện được không. Rồi ok. Mình sẽ mở lên. Rồi ok, nó đã phát hiện bài thứ nhất và mình sẽ mở một bài thứ hai xem nó có phát hiện được không. Bài này đi, mình sẽ zoom gần cho bạn xem. Đây, mình sẽ mở bài này. Rồi ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cái phần mềm mà nhận biết cái bài hát. Vậy nếu các bạn thấy cái video của mình chia sẻ hay, hữu ích thì hãy cho mình nút đăng ký kênh, like, share và chia sẻ nhiều bạn cũng biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình.